Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh kỹ thuật ghép cây của mình. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái cây sung Mỹ hiện nay đang trồng ở tại xã Nghĩa Bài, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Thì các bạn thấy đây là cái cây sung Mỹ mà mình đã trồng được 2 năm các bạn nhé. Và đến thời điểm bây giờ thì cây sung Mỹ đang bắt đầu cho trái rất là nhiều, rất là sai các bạn ạ. Đấy, ngay từ những cái nách lá ở dưới thế này, nó đã bắt đầu cho trái đó. Đấy, các bạn nhé, đây là những cái trái sung Mỹ đã bắt đầu định hình, và với cái quả này thì sau khoảng hơn 2 tháng nữa thì nó sẽ chín và chúng ta có thể thu hoạch được. Đây là những cái cây sung Mỹ nó đang cho trái rất là nhiều này, các bạn thấy chưa, nhìn nó rất là đẹp luôn. Cái cuống quả của nó rất là dài, nhưng mà khi càng lớn thì cái khoảng cách cuống này nó sẽ thu hẹp dần các bạn nhé. Đấy, nó lớn lên rồi nó thu hẹp dần đây này, rất là nhiều. Thì hiện tại ở cái farm sung Mỹ của mình thì đang trồng khoảng 1.000 gốc sung Mỹ các bạn ạ. Và ở cái lứa đầu tiên này nó đang bắt đầu cho trái rất là nhiều thế này đấy. Đây là những cái cây mà mình đã trồng năm thứ hai đấy các bạn này, mình thấy quả nó ở đây, từ lên đây cứ mỗi một nách lá thế này thì nó sẽ cho một quả các bạn nhé. Đấy, đây nó đang lên rất là nhiều, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đấy này, các bạn này, các bạn nhìn nhé. Đấy, cái cây này thì nó nằm ở sát ở phía phía đất thế này. Đấy, nhìn thế này thôi nhưng quả nó đang rất là nhiều. Và khi mà càng ngày nó càng lớn lên thì các bạn sẽ thấy quả của nó càng rõ hơn. Đấy. Với thời tiết nắng ở Nghệ An thì mình thấy cái sung Mỹ này nó cũng gọi là tương đối hợp các bạn nhé, nó cũng không hẳn là 100% đâu, tại vì ở đây còn có một cái khoảng thời gian nữa là nó mùa đông, cho nên là mùa đông thì thường cái cây sung này nó sẽ rơi vào cái tình trạng giống như kiểu là nó ngủ đông ấy, thì lá của nó sẽ rụng bớt. Đấy các bạn nhé, các bạn nhìn này. Đấy, quả nó đang to rất là nhiều. Đây là những cái cây mà đã 2 năm tuổi các bạn nhé. Đấy, còn mình sẽ cho các bạn xem cái vườn sung của mình. Ở cái vườn này thì có khoảng 500 gốc. Và hiện tại thì nó đã có khoảng tầm 300 gốc, nó đang trong quá trình bắt đầu cho trái các bạn nhé. Và cái cây sung Mỹ đây thì mình hoàn toàn trồng ở cái môi trường tự nhiên, tức là không sử dụng phương pháp trồng trong nhà lưới. Đấy, mà mình trồng tự nhiên lồ thiên. Đấy, đây là mô hình trồng sung Mỹ không sử dụng nhà lưới các bạn nhé. Nhưng mà tất cả các cái phương pháp trồng và chăm sóc đấy thì mình đều trồng theo phương pháp hữu cơ hết. Toàn bộ phân chuồng cũng như là cái quá trình tạo cái đồ cái tầng tơi xốp cho đất ở đây, và quá trình chăm bón như sử dụng các loại thuốc thì mình đều tuân thủ theo các cái phương pháp trồng theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Tất nhiên là mình đang hướng tới cái mục tiêu đó là trồng sung Mỹ sạch các bạn nhé. Đấy, trồng sung Mỹ sạch và an toàn, cho nên tất cả các cái phương pháp trồng của mình hiện tại mình đang định hình theo cái mình lấy cái tiêu chuẩn Việt Gáp làm chuẩn. Đấy, và tất cả những cái cây sung Mỹ này nó đang bắt đầu cho trái đây, các bạn có thể thấy này, nó đang bắt đầu cho trái rất là nhiều. Đấy, thì với những cái quả này thì sau khoảng hơn 2 tháng nữa thì quả sẽ chín. Và đây thì đang thời điểm này thì nó đang bắt đầu cho trái. Đấy, đây là những cái cây đã được 6 tháng tuổi các bạn nhé. Đây này, có những cây thì nó lớn hơn. Đấy, lá ở đây nó rụng thì nó lên đây thì bắt đầu nó mới cho trái ở đây. Còn có những cây thì nó sẽ cho trái sớm hơn. Như những cây này thì bắt đầu nó cũng cho trái khá là sớm đấy. Đấy. Thì cái cây mình trồng 6 tháng này, cái cây cao nhất khoảng tầm 1,5 m các bạn nhé. Nếu các bạn để nó lên một cây thì có thể nó sẽ còn cao hơn khoảng 3-4 m thôi. Nhưng tại vì mình khi mà cái cây này nó đang còn bé thế này là mình đã phải tiến hành một số cái phương pháp, tức là để chỉnh sửa cây cũng như tạo tán cây, thì khi cây nó lớn thì nó sẽ có một cái
tán phát triển rất là đẹp và đồng đều, cũng như là nó sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn cho cây các bạn này. Đấy, các bạn thấy quả chưa? Quả nó bắt đầu này. Đấy, nó sai lên ở trên này các bạn nhé. Đấy, nó đang bắt đầu cho quả rất là sai ở đây. Đấy. Cứ mỗi một nách lá như thế là cái cây sung mị nó sẽ cho một quả. Nên là các bạn thấy ở đây nó đang bắt đầu cho quả. Đây, các bạn này. Cứ ở những nách lá này mà các bạn thấy có hai kẽ thì ở đó nó sẽ mang một cái nách quả như thế. Có lúc thì cái quả nó sẽ nằm ở bên phải của cuống lá, nhưng cũng có lúc nó sẽ nằm ở bên trái các bạn nhé. Đây này, nó rất là khác nhau. Đây. Đấy, các bạn thấy nhé, những cái quả này nó đang định hình rất là đẹp. Và hiện tại thì mình trong cái thời điểm hiện tại mình cũng đang trong quá trình tìm cái đối tác để phân phối cái quả sung mị này. Thì nếu mà mọi người ai mà có nhu cầu hợp tác kinh doanh liên quan đến cây sung mị cũng như quả sung mị này thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0377841339, hoặc là các bạn có thể là để lại inbox cho mình ở trên phần comment, hoặc là liên hệ với mình theo số điện thoại ở trên cái thông tin của kênh kỹ thuật ghép cây. Ngoài cái kênh kỹ thuật ghép cây thì hiện nay thì mình cũng chia sẻ về cái cách các kỹ thuật chăm sóc cây sung mị ở cái kênh nông dân miền núi. Thì các bạn có thể là vào cái kênh nông dân miền núi viết in đấy, chữ cái viết in các bạn nhé, kênh nông dân miền núi, thì các bạn cũng có thể là trao đổi với mình ở những cái thông tin ở trên cái kênh đấy của mình. Các bạn thấy những cái quả của nó chưa? 1, 2, 3. Đấy. Cái quả nó đang rất là sai. Đấy, các bạn nhé. Đấy, những cây này nó đều đang cho quả hết. Đây, những cái quả của cây sung mị thì nó thế này. Và hiện nay thì mình đang ngoài cái vườn ở đây thì mình đang còn một cái vườn nó khoảng tầm 2 tháng tuổi, đang trong quá trình phát triển, và khoảng tầm 1 tháng rưỡi tới 2 tháng nữa thì nó cũng sẽ bắt đầu cho quả. Cho nên là như các bạn thấy đây, hiện tại đây là mình đang sử dụng cái bã mía nhé. Đây là những cái bã mía này, sau đấy là rơm già. Đây thì mình đã tấp gốc, tức là thứ nhất là tạo độ ẩm vào để che cái độ ẩm cho cây này, giữ độ ẩm cho cây. Hai nữa là che nắng. Ba nữa là nó sẽ tạo thành một loại mùn hữu cơ rất là tốt cho những cái cây sung mịn này. Đây, các bạn này. Đó, đang quả rất là nhiều. Đấy, các bạn nhé. Nó đang bắt đầu cho quả thôi. Nhưng mà quả bây giờ của nó đã rất là đẹp thế này này. Đấy, cứ mỗi một nách lá thế này nó lại cho một quả. Đấy, với cái đặc điểm cây sung mị này thì nó sẽ khi trồng Việt Nam thì nó sẽ cho quả quanh năm. Tại vì từ lúc mình trồng cây sung mị đầu tiên cho tới giờ là khoảng gần 3 năm, thì các bạn thấy quả của nó rất là nhiều, và cứ mỗi một nách lá thế này nó sẽ cho ra một quả. Và cây của nó sẽ phát triển rất là cao. Đây, các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Toàn bộ cái diện tích này mình đang trồng rất là nhiều. Ở cái vườn này thì khoảng 500 gốc cái cây sung mị này mọi người nhé. Đây, và tất cả nó đều đang trong quá trình bắt đầu cho trái. Nếu mà các bạn có nhu cầu trao đổi cũng như là học hỏi trao đổi với nhau về cái phương pháp trồng và chăm sóc cây sung mị này, cũng có thể là tới vườn của mình. Thì hiện tại cái vườn của mình đang trồng ở xóm 4B, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An các bạn nhé. Xóm 4B nhé, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Đây là cây cây sung mị, là cái vườn sung mị đầu tiên ở Nghệ An đang trồng ở trên cái đất cằn cỗi của mình. Mặc dù khí hậu ở Nghệ An khá là khắc nghiệt nhưng mà lúc mà đưa cái cây sung mị đầu tiên về thì mình đã cố gắng tức là cho nó thích nghi dần, và sau khoảng gần 3 năm thì hiện tại từ những cái cây F1 đầu tiên thì mình đã cho ra những cái cây giống trồng ở đây. Nó hoàn toàn thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất, có thể nói là khắc nghiệt nhất ở trên cả nước của mình. Tại vì ở cái vùng khu vực Nghệ An nó thuộc là khu vực Bắc miền Trung nên nó nắng nóng và thường xuyên mùa hè thì có gió Lào, còn về mùa đông thì nó khá là lành. Đấy, cho nên là gần như ở Nghệ An mình là một năm nó có tới 4 mùa và nó thay đổi liên tục. Bắt buộc là những cái cây này khi mà sống ở trên môi trường này nó phải thích nghi nhanh. Đấy, thì hôm nay clip của mình chỉ chia sẻ cho mọi người tới đây thôi mọi người nhé. Nếu mà mọi người có ý kiến hoặc là cần trao đổi ở dưới thì các bạn có thể để lại ở phần comment dưới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem clip nhé. Nếu mọi người thấy thích hay để lại like, comment cũng như ý kiến trao đổi. Và đăng ký subscribe kênh của mình để các bạn có thể đón xem nhiều clip liên quan và chia sẻ của mình. Ngoài cái cây sung mỹ này thì ở cái vườn của mình thì cũng gần như trồng tất cả các loại cây ăn quả mà ở nước ta đang trồng ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.